Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các thí sinh bảng C, bắt đầu với thí sinh Lưu Thị Ngọc Phượng Em, mã số 09, 39 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Với bài hát dự thi Mộng Sầu.
Vâng, một phần thi tuyệt vời của thí sinh Lưu Thị Ngọc, Phường Em. Xin được kính mời nhạc sĩ Phú Quang. Tôi chỉ có hai cảm giác ngắn thôi. Bạn thì là về tuổi thì giọng hát của bạn là xanh nhất trong... Có một người nữa xanh bằng. Thế nhưng mà bạn hát cái bài Tình Buồn này thì tôi nghĩ là giọng nó chín rồi. Và tôi thích cái bài hát này. Vâng. Cảm ơn anh Phú Quang. Và quý vị, chúng ta hãy cùng ủng hộ cho thí sinh Phường Em bằng cách soạn 09 gửi đến 8534 quý vị nhé. Xin được cảm ơn thí sinh Phượng Em.